Phong Thủy LNG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì hôm nay em làm cái video này là chúng ta sẽ lựa những em sẽ tách cái viên tô cái viên OPA này, viên OPPO này với lại lựa cái lô tô 3. Thì thề với quý vị rằng là vừa rồi là em đã mài ra một lô tô 3 và một lô mài giác ánh tóc. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta chưa lên video thì hai cái lô hàng của chúng ta đã có người chốt rồi ha quý vị ha, chốt sạch luôn, không còn viên nào luôn. Thì bây giờ em lại phải tiếp tục lựa những cái phôi tô 3 để cho mài ra cái lô tô 3 mới, hàng mới. Và thì bây giờ đây là cái lô bộ chúng ta ha quý vị ha, như quý vị thấy ha. Những cái viên đá với rất là nhiều màu sắc không quý vị ha, rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Thì ở cái lô này thì em cũng nói thẳng là vừa rồi thì em cũng đã gửi mài ở một nơi, nhưng mà nói chung là lỗ rồi, lỗ cả tiền thô lẫn tiền mài luôn. Và bây giờ em lại gửi cái lô này đi tiếp để mài một nơi khác, bởi vì bên em hầu như là nói chung là công việc mà quý vị, thì mình kiếm chỗ nào mài ok coi như là gỡ lại cái lô hàng này không quý vị ha, gỡ lại cái lô OPPO này. Và như quý vị thấy, ví dụ như cái viên màu vàng mỡ gà như thế này đi, thì chúng ta sẽ thấy là bên trong đó quý vị có thể thấy ha, bên trong cũng có khá khá lửa. Và viên này thường á, là người ta bán là người ta để nguyên cái tỷ trọng như thế này, bán thì nó có trọng lượng hơn ha. Nhưng mà giờ thì LNG buộc phải bung nó ra, vì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có, đây em để đèn xa xa để cho quý vị xem nè, ở đây nó có một cái đường lửa nè đó. Thì bây giờ mở bát, các anh chị em nghe mở bát nhiều thì chắc cũng chưa có hiểu lắm. Thì bây giờ em sẽ mở bát cái này để coi nó như thế nào quý vị ha, bên trong có lửa hay không. Và lựa một số phôi ở đây, rồi một số phôi OPPO ở đây, hứa hẹn với quý vị sẽ có lô OPPO sắp tới và cái lô tô 3 ha, thay thế cho cái lô mà chúng ta đã bán rồi. Rồi thì bây giờ cùng nhau tách cái này quý vị ha. Em cần phải có một cái khăn gì đó, chứ thôi là cái này nó bén lắm, nó dễ chảy máu lắm, dễ đứt tay lắm. Vâng, bây giờ thì đây. Đấy. Rồi, chúng ta gõ vào thì ở cái dòng đá này nó vốn dĩ rất là giòn, nên khi chúng ta gõ vào thì chúng ta canh những cái sớ này nè, mà chúng ta gõ ha, thì nó sẽ chẻ theo cái sớ, nó sẽ ra những cái mắt đá. Và nói chung thì cái đá này độ liên kết của nó thì bị yếu ngay chỗ cái phần này, chúng ta cần phải gõ ngay cái mảng này đấy. Đấy, như vậy thấy không, là chúng ta sẽ có hai mảng ha. Đó, để em xem coi nó có lửa hay không. Nói chung là cái này nó bén lắm, dễ đứt tay lắm. Cái đèn này ta, cái đèn rồi toan rồi, có lửa nhưng mà lại rất yếu nha quý vị nhé, có lửa nhưng mà rất yếu. Thì bây giờ chúng ta còn một phương án nữa là chúng ta sẽ mài phân xét, bởi vì có một cái dòng nó rất là giống với cái dòng OPA của chúng ta, nhưng mà khi mài phân xét thì giá nó lên tới hàng ngàn đô trên một CT lận. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục mạo hiểm ha. Bỏ qua một bên. Đây quý vị nghe thấy nghe chỗ này đúng không? Bây giờ chúng ta gõ nhẹ nhẹ vô. Đấy, tách ra. Tách ra.
Và bây giờ chúng ta có thể tấp bằng tay rồi ha quý vị ha. Đấy, chúng ta có thể tấp bằng tay những cái mảng như thế này. Đấy, lựa được một cái mảng trong nè. Còn cái này, ây da, xém xíu nó đứt tay rồi. Đấy, và quý vị có thể thấy là ở đây nè, ở đây có một cái đường rạn nè, thì chúng ta bẻ không biết ra không ta? Không đâu, bẻ không ra đâu, bẻ đứt tay đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta có cái chỗ này ha quý vị ha, thì có thể thấy là có lửa mạnh đây đó quý vị có thể thấy ha, bên trong của viên đá nó vẫn còn có được cái chỏm ngọc, nó ra lửa khá là ok nè đó. Thì khúc này chúng ta có thể mài được nè, và cái khúc trong ở đây như quý vị thấy ha, khúc trong này nè thì chúng ta có thể là mài giác hả quý vị ha, nhưng mà bên trong nó vẫn còn lửa, em không biết làm sao với cái nó đây, thôi để mai tính đi. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục lựa với tô 3 ha quý vị ha. Vâng, thì bây giờ chúng ta bắt đầu lựa với tô 3 ha quý vị ha. Thì cái hàng tô 3 này thì ở cái video trước thì em có test bằng cách dùng búa để mà thử cái độ cứng của chúng, thì chắc cả nhà mình chắc cũng đã xem cái video đó rồi. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đèn vàng, đèn vàng ánh nhạt ha quý vị ha, chứ không dùng đèn vàng ánh đậm, không dùng quá sáng không quý vị ha, dùng đèn vàng ánh nhạt để chúng ta kiểm tra phôi này sạch hoàn toàn nè quý vị, sạch hoàn toàn. Khi mà chúng ta đưa như vậy nè, chúng ta chỉ cần lướt qua là chúng ta sẽ thấy được mây, tạp, bọt, rạn hay gì đó, những cái cấu trúc bên trong ha, những cái bao thể của viên đá, thì cái viên này nó hoàn toàn sạch nè. Viên này sạch nhưng mà viên này còn nguyên 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 hình dạng tinh thể. Mài rồi thì nó hơi phí ha. Thôi kệ, bỏ qua một bên đi. Bây giờ là đang kiếm hàng chất lượng. Đó, nó thành ra là em cứ thế mà em lựa ra trước đi. Rồi tinh thể lát tính sau. Vâng, thì như cái viên này thì như quý vị cũng có thể thấy ha. Nó hơi khó thấy cho cả nhà mình đúng không ạ? Nhiều khi muốn chỉ cho cả nhà mình, đây đây đây, cả nhà mình có thể thấy là ngay giữa màn hình ha. Ngay giữa màn hình quý vị sẽ thấy có một cái làn cước nè. Đó, nó nằm đó, quý vị có thể thấy ha. Đây đây đây, vậy để cho dễ thấy đi. Đó, một cái làn cước ngay giữa màn hình nha. Đó, chúng ta có thể thấy một làn mây ha, một làn mây bọt nhẹ, mây nhẹ. Thì nó nằm ở ngoài cách da thì cỡ một ly mấy á, thì chúng ta có thể sắn vào được. Nói chung là lựa cái này lựa rất là kỹ quý vị ạ. À, nhiều khi một dĩa như vậy chứ lựa ra không được bao nhiêu đâu. Viên này ok nè quý vị ha. Đó, viên này ok, viên này ok luôn, viên này no ok. Chúng ta sẽ thấy đó, một cái làn mây ha, nằm ngay giữa viên đá luôn. Mặc dù là viên đá của chúng ta trong nhưng mà chỉ có thể mài được hai viên bé tí tẹo thôi. Viên này lỗi, bỏ qua, viên này không có mài được. Viên này ok nè. Đấy. Thôi em tiếp tục với cái công việc của mình. Em cho thật nhanh và thật gọn để ngày mai chúng ta cùng nhau đưa cái lô hàng này đi. Và thời gian sắp tới chúng ta sẽ đón nhận những cái lô hàng này ha quý vị ha. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nhận những cái video có những cái viên đá đẹp để mà chúng ta lựa chọn để mà lên trang sức cho chúng ta, nhằm để tặng người thân chúng ta, phục vụ cho nhu cầu phong thủy ha quý vị ha. Cho tiền rồi cũng xài hết, cho cái gì thì nó cũng cạn, nhưng mà cho cái niềm may mắn thì không bao giờ nó vơi cạn ha quý vị ha. Đó là cái tình yêu tốt đẹp nhất khi mà chúng ta trao phong thủy cho người chúng ta thân yêu. Rồi thì LNG cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng LNG ạ.